Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta cùng xem qua bộ phim giả tưởng Class of the Gods. Khi ba anh em của Zeus lật đổ sự thống trị của cha mình là Titan, trật tự của các vị thần dần được thiết lập. Zeus cai trị mặt đất và tạo ra loài người. Loài người vì thế mà tôn sùng thờ cúng ông. Poseidon cai trị đại dương, nơi chiếm diện tích lớn nhất và ông cũng được xem là vị thần có sức mạnh kinh khủng bậc nhất. Hades buộc phải sống trong thế giới ngầm, hứng chịu lửa địa ngục. Nhưng loài người đã sớm mệt mỏi với sự cai trị của các vị thần. Họ bắt đầu chống lại và cố gắng lật đổ Zeus. Một ngày nọ, một ngư dân vớt được một chiếc quan tài được làm thủ công tuyệt đẹp từ biển. Nghe tiếng kêu, anh liền mở quan tài và giải cứu một bé trai khỏi nanh vuốt của cá mập. Đứa nhỏ được ông lão cứu sau đó trở thành một cậu bé. Một ngày nọ, gia đình phát hiện ra rằng những người lính của thành phố Argos đã phá sập tượng thần Zeus bên bờ biển. Nhưng đột nhiên sóng biển cuộn trào, vô số quái vật nhỏ lao lên vách núi và quét sạch toàn bộ binh lính trên đó. Rồi tất cả đám quái đột nhiên hợp nhất và trở thành Hades. Hades đang rất tức giận. Perseus và chiếc thuyền đánh cá của cha anh trên bãi biển cũng trở thành mục tiêu của hắn. Khi chiếc thuyền đánh cá bị chìm xuống biển, Perseus cũng mất đi gia đình đã nuôi nấng anh ta. Điều đáng sợ hơn nữa là hành động của con người đã khơi dậy sự tức giận của các vị thần. Dưới sự xúi giục của Hades, Zeus quyết định trừng phạt sự ngu muội của con người. Lúc này, Perseus đã được cứu bởi những người lính. Anh là người sống sót duy nhất và được đưa vào cung điện của Argos. Điều này khiến anh rất ngạc nhiên. Người ngoài kinh thành có cuộc sống khó khăn, nhưng trong cung lại múa hát. Vị vua cầm quyền chẳng những không đau buồn với sự hy sinh của thuộc hạ mà còn tổ chức các lễ hội ca hát lúc này. Công chúa tốt bụng rất quan tâm đến những gì đã xảy ra với người dân. Cô hy vọng rằng tầng lớp quý tộc có thể nhìn thấy sự đau khổ trên thế giới, nhưng lòng tốt của cô đã vấp phải sự phản đối của mẹ cô. Nữ hoàng lập tức lớn tiếng và bà bắt đầu nặng lời với cô công chúa ngay lập tức. Điều này đã thu hút Hades. Hades đã mang đến cái chết cho bà ta sau khi xuất hiện. Ông ta giết chết nữ hoàng vì không tôn trọng các vị thần bằng sức mạnh của mình và sau đó ban hành lời trừng phạt Argos của Zeus. Sau 10 ngày, nếu Argos không hy sinh công chúa, ông ta sẽ giải phóng con vật khổng lồ cổ xưa Kraken và săn bằng thành phố Argos thành cát bụi. Hades cũng tiết lộ danh tính thực sự của Perseus. Hóa ra Perseus là một á thần và cha anh là Zeus. Vì vậy, sau khi Hades rời đi, Perseus ngay lập tức bị tướng quân bắt đi và tra tấn, nhưng nhà vua đã nhanh chóng ngăn cản hành động này. Ông hy vọng Perseus có thể cứu mọi người, nhưng một lời cầu xin như vậy nằm ngoài khả năng của anh. Lúc này công chúa đã đứng lên, cô không muốn làm tổn thương người khác, cô quyết định tự nguyện hy sinh vì dân chúng, nhưng nhà vua từ chối việc hy sinh con gái của mình và tạm thời nhốt Perseus. Khi ở trong tù, Perseus đã gặp được nữ thần Ao, bà ta bị nguyền rủa cho sự sống bất tử và bà đã kể tất cả mọi chuyện về anh. Hóa ra cha của anh thực sự là Zeus, nhưng anh là sản phẩm của sự trả thù mà Zeus tạo ra. Vào thời điểm đó, vua của loài người Achilles là kẻ thù của thần Zeus và Zeus đã chiếm hữu nữ hoàng. Vị vua sau khi biết được chuyện này đã trực tiếp đặt nữ hoàng vào hòm và ném xuống biển. Dù hoàng hậu đã chết, nhưng Perseus nửa người nửa thần vẫn sống sót và được một người dân nuôi dưỡng. Sau khi biết được thân phận và được thần Ao chỉ dẫn cho việc kết thúc mọi chuyện, Perseus đã quyết tâm cứu người dân khỏi con quái vật Kraken. Để ngăn chặn được việc này, anh phải giết được con quái vật to lớn đó. Ngay lập tức anh quyết định đến vùng đất phù thủy để tìm cách giết nó. Với chút binh lực cuối cùng trong thành phố, Perseus đã bắt đầu khởi hành. Lúc này, Hades nhìn đội quân rời đi cũng bắt đầu hành động. Ông tìm đến vua Atreus, người bị thần Zeus cướp vợ và trao cho hắn sức mạnh của mình. Sau đó giao kèo với Atreus rằng chỉ cần hắn giết được Perseus, ông ta sẽ lật đổ Zeus để trả thù cho anh ta. Ở phía bên kia, Zeus sau khi biết về con trai của mình, ông đã đưa cho Perseus một thanh gươm thần. Nhưng Perseus không muốn nhận sự bố thí của Zeus, nên anh ném thanh gươm cho tướng quân. Mọi người sau đó đã gặp vị thần bất tử Ao, cô đã mang đến cho họ một con tuấn mã để giúp đỡ một phần. Perseus vô cùng xúc động về việc này. Nhưng lúc này, Atreus bất ngờ tấn công mọi người, hắn có sức mạnh thần thánh vô cùng mạnh mẽ. Perseus, người thiếu kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng rất may mắn, vị tướng quân đã vung kiếm chém đứt tay Atreus trước khi hắn kịp giết anh. Vì bị thương, hắn đã chạy trốn đến sa mạc ngoài khu rừng. Mọi người nghe theo lời của Perseus và đuổi theo. Máu độc của Atreus đã hấp dẫn một con quái vật trong sa mạc. Con quái vật to lớn khiến binh lính sợ hãi và bỏ chạy. Trận chiến diễn ra giữa con quái vật và á thần bắt đầu. Với sự giúp đỡ của vị tướng tài giỏi, cả hai đã giết thành công con quái vật to lớn đó. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là có rất nhiều quái vật cự dài xuất hiện và bao vây họ dưới sự chỉ huy của các yêu tinh sa mạc. Lúc này, cánh tay bị Atreus cắn của Perseus bắt đầu nhiễm độc. Thay vì tấn công họ, người đứng đầu sa mạc đã sử dụng ma thuật đen để bắt đầu chữa bệnh cho anh. Vị tướng quân hiểu lầm về hành động đó, nên ra lệnh cho mọi người ngay lập tức chiến đấu với anh ta. May mắn thay, họ đã dừng lại kịp thời và hiểu được ý đồ của yêu tinh sa mạc. Yêu tinh bị các vị thần đàn áp trong nhiều năm qua và họ đang mong muốn có người ra tay cứu giúp. Perseus là niềm tin sáng giá nhất của họ. Thấy Perseus trở lại bình thường dưới tác động của ma thuật đen, hai bên quyết định hợp tác giúp Perseus đánh bại con quái vật Kraken. Với sự giúp đỡ của các yêu tinh sa mạc, tốc độ di chuyển của mọi người đã được tăng lên đáng kể và mọi người đã sớm đến được vùng đất của các phù thủy. Tại đây, Perseus cuối cùng đã biết được từ bộ phù thủy cách để đánh bại quái vật Kraken bằng cách sử dụng sức mạnh đổi mắt của Medusa để hóa đá con quái vật to lớn đó. Nhưng trước khi bắt đầu, mụ phù thủy đã nói với anh rằng khi họ tìm đến con quái vật Medusa, họ có thể sẽ chết. Mặc dù Perseus không sợ hãi khi nghe điều này, nhưng nhiều binh lính đã sợ hãi và quyết định không theo anh, chỉ còn lại một số chiến binh. Trên đường đến lãnh thổ Medusa, Zeus bất ngờ xuất hiện và hy vọng Perseus sẽ lên đỉnh Olympus cùng mình, nhưng anh đã từ chối lời mời của Zeus. Khi nghe điều này, Zeus không ép buộc mà đưa cho anh một đồng tiền vàng trước khi rời đi.
Sau đó, cả nhóm nhanh chóng đến được lãnh thổ của Medusa. Ban đầu, mọi người trên phà đều nghĩ rằng chỉ có người chết mới có thể qua sông, cho đến khi yêu tinh Sa Mạc chụp lấy đồng tiền vàng và ném vào con sông, thì tất cả những người trên phà đều bình an vô sự và được đi qua bờ bên kia. Trên đường đi, Ao kể cho mọi người nghe về quá khứ bi thảm của Medusa. Hóa ra Medusa từng là nữ tu của Athena, nhưng cô đã bị cưỡng hiếp bởi thần biển Poseidon. Sau khi Athena biết được sự thật, thay vì bảo vệ Medusa, bà ta đã nguyền rủa cô ấy trở thành một con quái vật rắn, với đôi mắt có thể hóa đá tất cả mọi thứ. Những người phụ nữ hoàn toàn không thể bước vào lãnh thổ của Medusa. Vì vậy, Ao đã dạy cho Perseus cách đối phó với Medusa trong căn nhà gỗ. Sự giúp đỡ nhiệt tình của Ao khiến Perseus có một thứ tình cảm khó tả với cô. Sau đó, cả nhóm cuối cùng cũng đến được ngôi đền nơi tọa lạc của Medusa, nhưng sự bí ẩn của Medusa và kỹ năng bắn cung rất tốt đã nhanh chóng làm bị thương vị tướng và phá vỡ đội hình của mọi người. Trong ánh mắt kinh hãi của Medusa, những người lính lần lượt bị hóa đá. May mắn thay, yêu tinh đã phát nổ vào thời điểm quan trọng khiến Medusa bị thương. Để giúp đỡ Perseus, vị tướng tài giỏi cũng bị Medusa hóa đá. Perseus dùng khiên của mình để quan sát Medusa. Khi Medusa lao tới, anh ta nhắm mắt và vung kiếm chém đứt đầu đối thủ. Với cái đầu Medusa trên tay, anh hứng khởi muốn đến chia sẻ niềm vui với vị thần Ao. Tuy nhiên, anh ta không ngờ rằng Atreus đã lén lút đâm cô ấy từ phía sau. Perseus rất tức giận lao đến và giết chết hắn bằng thanh gươm của các vị thần. Với cái chết của Ao, anh chỉ có thể đau buồn trong phút chốc rồi cưỡi Pegasus trở lại Argos. Lúc này, vì con người chưa cầu mong sự tha thứ của các vị thần nên Zeus đã đồng ý để Hades thả quái vật Kraken. Với sự xuất hiện của quái vật, những người bị ngoại giáo tẩy não càng sùng kính Hades hơn. Niềm tin vào ông ta đã làm giảm sức mạnh của Zeus, và ông ta có thể nhìn rõ âm mưu của anh trai mình. Nhưng Zeus lúc này không còn là đối thủ của Hades nữa. Anh chỉ có thể đặt hy vọng vào Perseus, trong khi quái vật biển sâu Kraken bắt đầu tấn công thành phố, và người dân cũng giam giữ công chúa dưới sự hướng dẫn của những kẻ ngoại đạo. May mắn thay, Perseus cũng đến trên một con Pegasus, anh bắt đầu đối phó với Kraken. Nhưng Hades đã thả ra những con quái vật nhỏ, liên tục can thiệp vào hành động của anh. Khi nhìn thấy công chúa trước mắt, con quái vật mở miệng và lao tới. Đúng lúc này, Perseus đã xuất hiện và nhanh chóng lấy đầu của Medusa ra. Với sức mạnh thần thánh của ánh mắt Medusa, ngay lập tức khiến Kraken hóa đá. Con quái vật không muốn từ bỏ cuộc tấn công, nhưng nó vẫn không thể chống đỡ được sức mạnh này, cả cơ thể hóa đá và vỡ nát rồi chìm xuống đáy biển. Hades cũng đã xuất hiện, hắn ta không mong đợi điều này. Perseus đã sử dụng thanh kiếm của thần để vẽ ra tia sét và sau đó đánh bật hắn trở lại thế giới địa ngục. Sau đó, anh nhảy xuống biển và cứu công chúa lên bờ. Mặc dù công chúa thức giấc và muốn Perseus làm vua, nhưng Perseus đã nói với công chúa rằng cô được lòng tất cả mọi người và sẽ hợp hơn khi trở thành nữ hoàng. Thấy Perseus cứu được Olympus và Argos, Zeus rất hài lòng, nhưng Perseus vẫn muốn ở lại trần gian. Cuối cùng, Zeus đã hồi sinh Ao cho con trai mình. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đang đứng trước mặt, Perseus ngay lập tức cảm thấy hạnh phúc chưa từng có. Được rồi, đó là tất cả của bộ phim ngày hôm nay. Nếu bạn thích video của tôi, xin đừng quên like và comment. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.